Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Jesus Kitô theo Thánh Luca. Một hôm Đức Giêsu vào một làng kia, có một người phụ nữ tên là Marta đón người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người dạy. Còn cô Marta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: "Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay." Chúa đáp: "Marta, Marta ơi, chị băn khoăn, lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi." Đó là lời Chúa. Ngợi khen Chúa. Kính thưa ông bà, anh chị em, hôm vừa rồi thì giáo sư Công Lý đến giáo sư Du Xe tại Gò Vấp, ngay gần chợ Gò Vấp. Chúng tôi được cha xứ tiếp đón rất là niềm nở, chuẩn bị cho góc phòng ốc khẩn hoi, rồi đãi bữa ăn tối sau khi đã hoàn tất, chung một bàn, Ngài cũng ngồi ăn chung với chúng tôi. Và phải thấy đó là một cái tình cảm rất là tốt đẹp của một vị mục tử đã có một cái sự quan tâm và sẵn sàng để chia sẻ, giúp đỡ rất là tận tình. Tôi muốn nói đến cái lòng hiếu khách. Cái lòng hiếu khách mà trong cái bài đọc thứ nhất hôm nay, ông tổ phụ Abraham đã thấy ba vị đi đường, chắc là trời rất nắng nóng và mệt nhọc, cho nên ông đã mời ba vị khách đó để mà đến trú ngụ ở ngoài lều, ở dưới bóng cây mát, vân vân, và cho các ông được ăn uống được đầy đủ. Và ba vị khách này là có thể nói là sự hiện diện của Thiên Chúa, là thần của Thiên Chúa, và các Ngài đã ban lại một cái ơn lớn, rất lớn đối với Abraham, đó là cho ông có được một người con mà ông đã ao ước, ông bà đã ao ước, và có thể nói là đã có thể thất vọng rồi, bởi vì hai người đã già, đã cao niên rồi, mà cuối cùng thì Chúa vẫn báo là sang năm vào giờ này thì các ông bà sẽ đã có một người con trai, và người con trai đó tên là Isaac, có nghĩa là Thiên Chúa cười, Thiên Chúa đoái thương. Như vậy, cái lòng hiếu khách không phải chỉ là một cái việc gọi là nhân ái từ thiện mà thôi, nhưng mà cái việc của lòng hiếu khách đó là một trong những điều căn bản của cái đời sống thực hành đức ái của người Kitô hữu chúng ta. Dĩ nhiên mỗi một hoàn cảnh thì có một cái việc hiếu khách khác nhau. Ví dụ như bây giờ thì chúng ta mà tiếp đón một cái người nào đó ở ngoài đường rồi bị thương mà đưa vào trong nhà thì nhiều khi có thể rất là nguy hiểm, rồi có thể đó là kẻ cướp, nhiều người là giả danh bị tai nạn rồi sau đó là đổ tội vân vân, như chuyện cũng đã từng xảy ra. Một người đã, một thanh niên đã đến giúp cho một bà bị tai nạn, sau đó thì đưa bà vào nhà thương, ở tại nhà thương thì bà đó tỉnh dậy chỉ là cái anh này là cái người đụng vào tôi, vân vân. Cho nên chúng ta muốn nói như vậy thì cần có sự khôn ngoan, nhưng mà cơ bản trong tấm lòng của chúng ta phải là những con người của lòng thương xót, của người có lòng hiếu khách. Ở đây chúng ta trong đoạn tin mừng thì chúng ta thấy được rằng cái sự hiếu khách của
cô Marta và cô Maria thì cái chuyện này rất là rõ rồi. Bởi vì rất nhiều lần Chúa Giêsu đã đến cùng với các môn đệ đã đến nhà của Maria Marta và để thăm cả Lazaro nữa, vân vân. Thì chúng ta thấy là gia đình này luôn luôn đón tiếp. Và chúng ta thấy là cái việc đón tiếp thì chúng ta thấy đương nhiên là phải lo ăn uống, và cô Marta thì đã làm cái điều rất bình thường là chuẩn bị để đồ ăn và hết lòng phục vụ và rất là bận rộn. Nhưng mà cái sự bận rộn nó mang theo một chút ganh tị nào đó. Bởi vì cô em thì chả có giúp việc gì cho mình cả và cứ ngồi ở bên chân Chúa thôi. Và cô em hình như cũng không có một cái gì là quan tâm lắm đến cái việc mà ăn uống của Chúa Giêsu và của các môn đệ. Nhưng mà mặc dù chắc chắn là biết là có rồi, đã có thể nào đã chuẩn bị rồi đó, nhưng mà bây giờ cô ấy đã tạm gọi như gác hết mọi sự lại để ở bên chân Chúa. Để làm gì? Để tiếp đón Chúa, để nói chuyện với Chúa. Không thấy Lazaro đâu, có lẽ bận rộn cái gì đó, nhưng mà Maria đã thay cho gia đình để mà ở bên chân Chúa. Và chúng ta thấy rằng cô Marta đã chạy đến để nói với Chúa Giêsu, có thể nói là trách Chúa cách nào đó. Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ mà Thầy không để ý tới sao? Không có quan tâm gì đến cái chuyện mà tôi đang vất vả đây này, tôi đang làm bối rối đủ chuyện đây này, mà Thầy không quan tâm tới sao? Rồi yêu cầu thứ hai là xin Thầy nói với em con, giúp con một tay đi. Những cái điều như vậy có lẽ cũng rất bình thường đối với chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng mà với cái tinh thần của đoạn tin mừng này lại cho chúng ta thấy một cái điểm đó, là Chúa Giêsu muốn đặt vấn đề trong cuộc sống hàng ngày của anh chị em cũng như của cô Marta và Maria. Cái nào là cái quan trọng nhất? Thí dụ như đối với một nữ tu, đi tu chẳng hạn, một cái áo dòng hay là một cái nhà lầu là quan trọng hơn? Chọn cái nào? Tôi thiết nghĩ rằng các sơ sẽ phải chọn chiếc áo dòng chứ không chọn cái nhà lầu. Vì rất nhiều sơ cũng đã bỏ nhà lầu của cha mẹ mình, mà có thể là con một nữa, để mà đi theo Chúa, nhận lấy một chiếc áo dòng thế thôi. Hay là bây giờ một cách rất bình thường đấy, một chiếc xe đạp và một chiếc xe máy, thì bình thường chúng ta chọn cái nào? Thì bình thường là tôi sẽ chọn chiếc xe máy thôi. Như vậy thì cái việc mà chúng ta chọn cái tốt hơn là cái rất là bình thường trong cuộc sống của chúng ta. Và ở đây Chúa Giêsu đã trả lời cho cô Marta, không coi thường cái việc mà cô phục vụ, rất trân trọng những gì mà cô phục vụ, nhưng mà đừng lo lắng băn khoăn nhiều chuyện quá. Và nếu chị muốn so sánh thì giữa tất cả những chuyện băn khoăn lo lắng và cái chuyện mà ở bên Chúa để nghe Chúa nói, để nói với Chúa, điều nào là tốt hơn, điều nào là tốt nhất, thì Chúa Giêsu cho thấy rằng là cái chuyện mà lắng nghe ở bên Chúa để nghe lời Chúa, để mà tâm sự với Chúa, thì điều đó là quan trọng và là tốt nhất. Điều này gợi lại cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nhiều khi chúng ta cũng tất bật từ sáng đến đêm, đến tối,
Đến nỗi mà không có cái giờ nào để mà chúng ta thưa chuyện với Chúa cả. Không có giờ nào để mà đọc lời Chúa, mà cũng không có giờ nào để mà cầu nguyện. Bởi vì đọc lời Chúa có nghĩa là nghe, nghe ngồi bên chân Chúa để nghe lời Chúa. Mà lời Chúa là ánh sáng chỉ đường cho con đi. Lời Chúa là sức mạnh để cho chúng ta, là của ăn nuôi sống chúng ta. Nhưng mà nhiều khi chúng ta không phải là không có lòng đạo đức khao khát Chúa, nhưng mà lắm lúc chúng ta quá bận rộn, quá lo lắng nhiều chuyện. Cho nên cuộc sống của tâm linh của chúng ta gặp những cái chuyện gì khó khăn thì chúng ta bắt đầu bức xúc, chúng ta bắt đầu bối rối, chúng ta bắt đầu có thể là đi sai cái con đường của Chúa, bởi vì chúng ta không có lắng nghe lời Chúa, cũng như không có sức mạnh của ơn Chúa để giúp chúng ta, để chúng ta thấy cái điều phải, điều trái, bởi ơn khôn ngoan và thông minh của Chúa Thánh Thần soi sáng, và đồng thời không có sức mạnh để chúng ta sống theo những gì mà Chúa mời gọi chúng ta. Cho nên chọn phần tốt nhất, trong tiếng tiếng Hy Lạp thì cái chữ tốt nhất, phần tốt nhất là agathos, có nghĩa là nó gần với cái từ agape, có nghĩa là yêu mến, là thiện hảo. Cái phần tốt nhất là cái phần của lòng yêu mến, của sự thiện hảo, để mà chúng ta có được cái, không những là cái phần thưởng của cái tình yêu, mà đồng thời là chúng ta thể hiện được cái tình yêu của mình nữa đối với Chúa và đối với tha nhân, qua cái việc mà chúng ta được nghe lời Chúa và được tràn đầy thánh thần của tình yêu Chúa, mà giúp chúng ta vượt qua tất cả những cái khó khăn, thử thách của cuộc sống hàng ngày, và biết khôn ngoan, được ơn lo liệu mà Chúa Thánh Thần đã ban cho chúng ta trong ngày thêm sức đó. Thì với cái ơn lo liệu đó, chúng ta biết sắp xếp công việc như thế nào để chúng ta đừng có quá bối rối, quá lo lắng, làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên lộn xộn và mất bình an. Xin Chúa thương ban cho con ơn khôn ngoan và mạnh mẽ, ơn biết lo liệu để con biết chọn phần tốt nhất như Maria đã chọn. Amen. Chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh